Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển thần tốc của công nghệ số, các trang mạng xã hội thì kinh doanh online cũng đang chiếm ưu thế, đặc biệt trong mùa dịch này bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Nhưng để được kinh nghiệm cũng như các kỹ năng kinh doanh online thì buộc người bán phải tìm hiểu và học về kinh doanh online. Từ nhu cầu thực tế này, ngày càng có nhiều khóa học kinh doanh online đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hơn 15 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, thế nhưng đầu năm nay, chị Luyến đã tạm dừng công việc dạy học để ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Hàng ngày, ngoài công việc nội trợ, chăm sóc con cái, thì chị dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh online. Theo chị, dù không còn đi dạy như trước đây, nhưng chị lại có mức thu nhập ổn định, nếu không muốn nói là đáng mơ ước. Tất cả bí quyết của chị là nằm trong chiếc máy tính này. Thời gian khoảng 6 tháng trước, chị Luyến đã tham gia một dự án đào tạo kinh doanh online đến từ Singapore, có tên gọi là Edu Network. Theo những gì chị Luyến chia sẻ, thì Edu Network không chỉ giúp chị có thêm thu nhập, mà còn nâng cao khả năng thuyết phục khách hàng, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Đầu tháng 11 năm 2019, mình có đăng ký vào Edu Network. Và sau một thời gian học tập và trải nghiệm kinh doanh cùng với Edu, thì mình có được một cái nguồn thu nhập khá là cao. Và hơn nữa là mình đã phát triển được cái tư duy bản thân con người mình rất là tốt. Và mình học tập được ở Edu rất là nhiều. Khả năng giao tiếp của mình cùng với đồng nghiệp, với những cái đối tác khách hàng cũng được nâng cao. Nói chung là mình rất là biết ơn cái công việc này. Mặc dù chỉ mới ra mắt hơn 6 tháng, nhưng Edu Network đã có hơn 8.000 thành viên. Ngoài ra, chương trình đào tạo của Edu Network cũng được nhiều người nổi tiếng, các kênh truyền thông quan tâm. Ưu điểm của hệ thống giáo dục trực tuyến Edu Network, các khóa học của Edu Network được kiểm duyệt, chọn lọc do trực tiếp các diễn giả hàng đầu trên thế giới giảng dạy. Các khóa học được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có lồng tiếng thuyết minh bằng tiếng Việt, rất phù hợp cho người Việt học tập. Edu Network là nền tảng giáo dục trực tuyến của Singapore, có trụ sở chính tại Singapore. Các khóa học của Edu Network từ cơ bản đến nâng cao có mức học phí từ 50 đến 2.000 đô la. Điểm nổi bật của khóa học là mô hình Affiliate Marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết, nghĩa là cho phép người học được kinh doanh sản phẩm của người khác và được nhận hoa hồng nếu đơn hàng thành công. Ở Việt Nam của mình thì còn khá mới mẻ nên người ta dễ nhầm lẫn giữa tiếp thị liên kết và đa cấp. Đối với mô hình tiếp thị liên kết là bạn có thể làm chủ được cái lợi nhuận của mình, làm chủ được cái thu nhập của mình mà bạn không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai hết. Và khi bạn bán được sản phẩm thì bạn sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp ngay lập tức bằng chính cái công sức của bạn. Và bạn không hề có một cái hoa hồng từ cái việc mà tuyến dưới của bạn bán ra. Với những thành công ban đầu tại thị trường Việt Nam như hiện nay, Edu Network hứa hẹn sẽ mang lại một làn gió mới trong kinh doanh online thời gian tới. Tất cả đã được chứng minh bằng những con số biết nói và độ phủ sóng mà dự án mang lại. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng, chúc bình an hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.